làm lụng thế này mà chả giàu lên tí nào cả. Nói thế nhỉ, kiếm cái gì bỏ vào bụng bây giờ? Hay là mình đi xin gạo hàng xóm nhỉ? Nhưng mà không được, người ta mà biết mình nghèo đến mức không có cơm ăn thì nhục mặt ra, không thể như thế được. Bác Nam ơi, thằng Thủy sao nó tới giờ này nhỉ? Chết rồi, nó mà biết mình không có cơm ăn thì nó đi kể cho cả xóm biết thì ra đường mặt mũi để đâu bây giờ? Mình có cách rồi. Sang chơi à cháu? Vâng. Bác ăn cơm mất rồi. Bác xó xây nhà nên là bảo bác đi làm phụ vữa cho bác. Bác có đi không? Thôi, cháu, bác thì có khó khăn gì đâu mà phải đi làm thuê. Thôi, bác không đi đâu. Thế cháu về đây. Cháu về đi. Cháu về nhá, lần sau đừng tới nữa nhá. Ước gì mình không cần làm gì cũng có tiền tiêu nhỉ. Chào bác Năm nha. Chào bác. Cuộc sống của mình bây giờ sướng thật, đi đâu cũng có người để ý tới. Làm nhanh lên nhá, không là bác không trả lương đâu. Đấy, tưới cả cái cây kia nữa này, tưới hết cho bác. Bác Năm ơi, sao bác lại nằm ăn xin ở đây? Sao lại ra nông nỗi này bác? Thì ra là giấc mơ sao? Suốt ngày đi bộ thế này, mỏi chân mỏi tay thật. Ông có muốn lấy xe không? Có. Thế đi theo tôi. Đi luôn. Lấy đi. Cảm ơn cháu nhé. Vì không lại nhặt được một chiếc xe. Ai? Alo.